sẽ cung cấp cho các bạn bốn phần, thứ nhất là khái niệm cái tập tin, thứ hai là khái niệm về file nhị phân và thứ ba là file văn bản và cuối cùng là xử lý file với cái thư viện là fstream. Thì hôm nay có bốn phần, thì đầu tiên các bạn sẽ đi vào khái niệm. Thì một cái tình huống mình đặt ra, các bạn thấy là những cái bài tập trước đây hay là những cái chương trình các bạn lập trình trước đây thì khi mà các bạn chạy chương trình các bạn yêu cầu người dùng nhập thông tin đầu vào đúng không? thì khi nhập thông tin xong máy tính của mình xử lý thì xử lý xong nó sẽ trả ra cái yêu cầu nó xúc kết quả ra màn hình khi cái chương trình các bạn thoát thì chắc chắn cái thông tin này nó sẽ mất đi không tồn tại được đúng không tại vì bạn lưới một điều là khi các bạn chạy thì chương trình nó lót bộ nhớ nó lót đưa lên ram thì chạy xong thì thoát chương trình thì ram nó cũng giải phóng luôn À, cho nên là những cái dữ liệu mà mà khi các bạn tắt chương trình hay thoát chương trình thì nó sẽ mất không có lưu lại như vậy thì nếu như các bạn muốn là ở uh, dữ liệu hôm nay tôi làm tôi muốn lưu lại hôm sau tôi chạy chương trình tôi vẫn còn cái dữ liệu đó thì bắt buộc các bạn phải sử dụng file hay gọi là tập tin để các bạn lưu lại những cái thông tin các bạn cần để lần sau các bạn sử dụng ha à, thì ý nghĩa đó từ những cái ý nghĩa đó cho nên mình mới tìm hiểu cái phần là các thao tác trên tập tin ha rồi thì trong cái file á thì nó sẽ có hai loại mà mình dùng ha đối với c và c cộng chương trình của mình á thì mình sẽ thao tác trên hai loại file thứ nhất là file nhị phân hay còn gọi là binary file thì cái file này á là dữ liệu ghi trên file này là được ghi theo những cái bài nhị phân trong bộ nhớ ha có nghĩa là nó sẽ ghi nó sẽ chia ra thành các cái bài nhị phân để nó lưu y chang như trong bộ nhớ luôn. Còn cái file văn bản á là file có cấu trúc như là file doc nè, file trong chương trình soạn thảo notepad của Windows nè thì nó gọi là file test ha, hay gọi là file thường mình thao tác là file .txt ha. <laughs> Rồi, bây giờ mình sẽ định nghĩa chi tiết về cái file nhị phân ha. À, cái này là một cái file trên máy tính và nó có thể lưu bất cứ dạng dữ liệu nào Mà cái dữ liệu này nó phải được mã hóa với dạng nhị phân ha. Các bạn lưu ý là file nhị phân là cái file lưu dữ liệu được mã hóa với dạng nhị phân được chưa? Và các bạn lưu ý một điều là máy tính của các bạn nó chỉ hiểu được cái ngôn ngữ mã máy thôi 1010 thôi ha. Cho nên là mọi dữ liệu muốn máy tính hiểu đều phải chuyển về dạng nhị phân ha. Cho dù file test thì cuối cùng nó cũng phải chuyển về nhị phân thôi thì những cái file nhị phân các bạn thường dùng thường gặp là những cái file ví dụ như là file SE trên hệ điều hành Windows, à, đó là dạng file nhị phân. Tiếp tục cái tập tin nhị phân hay là file nhị phân thì nó được coi là một chuỗi các cái byte à, và nó sẽ nhóm cứ 8 bit là một byte. Cho các số nhị phân được nhóm theo 8 bit thành một byte. À. Một vài cái file nhị phân á, một vài cái tập tin nhị phân nó có cái phần header cái phần này để nó chứa cái thông tin cấu trúc của một cái file nhị phân đó à, cái này thì các bạn không cần phải đi sâu ha nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu thì các bạn phải học cái môn cấu trúc dữ liệu nâng cao đó thì các bạn mới biết được là cái cấu trúc của một cái thành phần header của một file nhị phân như thế nào à, còn ở phạm vi chương trình mình thì mình không cần đi sâu mình chỉ nắm cái khái niệm của nó thôi để mình 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 lập trình trên trên file nhị phân thôi ha à thì các bạn lưu ý là file nhị phân có thể lưu trữ rất nhiều dạng dữ liệu khác nhau ha, từ dạng test, âm thanh hình ảnh phim vân vân thì đó là cái khái niệm về file nhị phân rồi bây giờ mình sẽ đi vào khái niệm file văn bản thì file văn bản là cái file mà nó lưu dữ liệu dưới dạng ký tự nha cái gì mà lưu dưới dạng ký tự là đó là file văn bản đó và các bạn chỉ thao tác trong cái chương trình của mình nè mình học thì các bạn sẽ thao tác trên cái file là file test và file chấm txt thôi, ha, cái file đơn giản. Ha. Thì cái cấu trúc của cái file txt là nó gồm nhiều cái record ha. và mỗi một record trong file nó được kết thúc bằng cái ký tự newline hay gọi là ký tự xuống dòng. Ha. Ví dụ như các bạn nhập một cách ra hai cách ra ba cách ra bốn gì đó là mỗi record và kết thúc của nó là enter là xuống dòng. Ha. Thì đó là cái cấu trúc của cái file txt mình học để mà mình lập trình Đối với việc mình thao tác trên file à. Rồi <laughs> Thì một số các cái thao tác mà xử lý file Nó sẽ bao gồm như là cái chương trình của các bạn Khi mà các bạn viết mà có thao tác tới file á Thì đầu tiên các bạn phải mở cái file đó ra Mở file đó ra thành công rồi Các bạn có thể đọc dữ liệu từ file Hoặc là các bạn ghi dữ liệu xuống file Sau đó các bạn đóng cái file lại thì đây là bốn cái thao tác cơ bản mà các bạn lập trình trên file các bạn phải trải qua à, có thể những chương trình các bạn chỉ đọc không ghi hoặc là có những chương trình các bạn chỉ ghi không đọc nhưng mà bắt buộc phải mở và đóng à, thì trong c cộng cộng thì các bạn dùng cái thư viện là stream để mình thao tác trên file à, thì trong c cộng cộng nó cũng có cung cấp cho các bạn cái phần là istream để đọc và ostream để ghi À, nhưng mà thường thì tôi dùng FStream cho nó tiện ha chỉ nhớ một cái thôi dùng cho đọc và ghi à, thì cái bài học hôm sau á thì sẽ minh họa cho các bạn rõ hơn về cái việc các bạn sử dụng cái thư viện FStream để các bạn đọc và ghi file nhị phân như thế nào đọc và ghi file test như thế nào à, như vậy thì mình kết thúc cái bài học khái niệm về file ở đây